Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Theo thông tin từ AFC, công nghệ VAR sẽ được áp dụng trong các trận đấu tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2024. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam đang không có thống kê tích cực trong những trận đấu có VAR. Sau Asian Cup 2023 tại Qatar hồi đầu năm, các số liệu chỉ ra rằng đội tuyển quốc gia Việt Nam mới chỉ có một trận thắng trong 14 trận thi đấu chính thức có VAR. Còn đã thua 12 trận và chỉ hòa 1 trận. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam phải nhận 7 quả phạt đền trong chuỗi trận này. Thống kê này kéo theo lo ngại về khả năng thể hiện của các cầu thủ Việt Nam trong các trận đấu có và, cũng như cơ hội tiến sâu tại các giải đấu châu lục. Đây là chủ đề được bàn tán sôi nổi sau khi đội tuyển Việt Nam toàn thua 3 trận và bị loại từ vòng bảng Asian Cup 2023. Ở cấp độ U23, U23 Việt Nam từng thi đấu 4 trận có tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2022 và có thành tích thắng 1, thua 1, hòa 2. Tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2024, U23 Việt Nam liệu có thể giúp bóng đá Việt Nam có thêm kinh nghiệm chiến thắng và cải thiện số liệu thống kê trong các trận đấu có va? Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ ra quân tại bảng D gặp U23 Kuwait vào ngày 17 tháng 4, sau đó U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Malaysia vào ngày 20 tháng 4 và gặp U23 Uzbekistan vào ngày 23 tháng 4. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ ra quyết định cuối cùng về danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2024 vào ngày 15 tháng 4. Như vậy, sẽ có 4 cái tên phải nói lời chia tay với đội tuyển trước khi chính thức bước vào giải đấu. Hiện tại, U23 Việt Nam đang tích cực hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước vòng chung kết U23 châu Á năm 2024. Ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ cần mạnh dạn dứt điểm cầu môn để tìm kiếm bàn thắng và hướng đến chiến thắng. Tiền đạo Bùi Vĩ Hào là một trong những gương mặt được chú ý nhất trên hàng tấn công U23 Việt Nam. Trần Sút này đã có kinh nghiệm chinh chiến tại V-League trong màu áo Bình Dương. Ngoài ra, Bùi Vĩ Hào chính là gà son đã ghi bàn thắng quyết định U23 Việt Nam thắng U23 Yemen 1-0 ở vòng loại và chính thức giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2024. Bùi Vĩ Hào thể hiện sự tự tin về bản thân và đưa ra nhận định về bảng đấu của U23 Việt Nam sau giai đoạn vừa qua tôi cũng rút ra được kinh nghiệm cho bản thân về sự tự tin nhưng không được vội vàng và phải chắc chiêu từng cơ hội trước khung thành. Hai đối thủ đầu tiên là U23 Kuwait và U23 Malaysia. Tôi nghĩ vừa tầm với U23 Việt Nam. Toàn đội đang có tinh thần rất cao, quyết tâm cống hiến màn trình diễn tốt nhất để có kết quả thuận lợi trong hai trận đấu. Tiền đạo này cũng chia sẻ thêm rằng U23 Việt Nam không cảm thấy áp lực. Mục tiêu của ban huấn luyện đề ra là phù hợp với đội tuyển. Toàn đội đã sẵn sàng bước vào giải đấu. Hôm nay ngày 14 tháng 4, đội tuyển Futsal Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự vòng chung kết Futsal châu Á năm 2024. Các thành viên đội tuyển Futsal Việt Nam rời trung tâm huấn luyện từ 5 giờ sáng trước khi đáp chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh tới Bangkok lúc 8 giờ 45 phút. Đến trưa nay, toàn đội đã ổn định nơi đóng quân, sau đó có buổi tập đầu tiên ở Thái Lan vào buổi chiều. Dù phải thức dậy khá sớm nhưng thời gian di chuyển không nhiều nên các thành viên của đội tuyển Futsal Việt Nam cũng không phải trải qua cảm giác mệt mỏi. Theo lịch thi đấu của vòng chung kết Futsal châu Á năm 2024, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ ra quân ở bảng A gặp đội tuyển Futsal Myanmar vào ngày 17 tháng 4, sau đó gặp đội tuyển Futsal Trung Quốc vào ngày 19 tháng 4 và gặp đội tuyển Futsal Thái Lan vào ngày 21 tháng 4. Bốn đội vào bán kết Futsal châu Á sẽ giành vé tham dự Futsal World Cup 2024. Trong trường hợp chủ nhà Futsal World Cup là Uzbekistan vào bán kết thì bốn đội thua ở tứ kết sẽ thi đấu vòng play-off để xác định suất thứ 5 của châu Á góp mặt tại đấu trường thế giới. Ganacho đã có màn trình diễn thất vọng bên cánh phải và bị thay ra sau giờ nghỉ trận MU hòa Bon 1-2-2. Sau trận đấu, Ganacho đã khiến mạng xã hội dậy sóng khi bấm thích hai bài đăng có nội dung chỉ trích huấn luyện viên Erik ten Hag từ Mark Homebred, một người nổi tiếng trong cộng đồng fan MU. Bài đăng đầu tiên có nội dung Ganacho là một trong những cầu thủ xuất sắc của MU mùa này. Dù hiệp một tồi tệ, nhưng việc rút Ganacho sau giờ nghỉ và xem cậu ấy là vấn đề thì rất nực cười. Nhiều người thi đấu tệ hơn nhiều tuần này qua tuần khác mà vẫn đứng trên sân. Sau đó là bài đăng, Ten Hag đã đổ lỗi cho Ganacho một cách tinh vi trong cuộc họp báo sau trận đấu. Thật không hay khi đổ lỗi cho cầu thủ 19 tuổi và thường xuyên tỏa sáng từ đầu mùa. Nhưng một lần nữa, Ten Hag tỏ ra sợ làm phiền lòng những người có thu nhập cao hơn. Ganacho đã bỏ thích hai bài viết trên sau khi bị người hâm mộ phát hiện. Ganacho cũng đăng ảnh với tâm trạng chán nản lên story kèm biểu tượng cảm xúc thể hiện sự bất ngờ. Phản ứng trên mạng xã hội của Ganacho đã gây bão và tạo ra làn sóng giận dữ từ người hâm mộ MU. Sự việc này cũng gợi lại những mâu thuẫn giữa huấn luyện viên Erik ten Hag với Ronaldo và Jadon Sancho trong quá khứ. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.